Nếu trung bình may một bộ vest hết tầm 10 củ, thử đoán xem tủ đồ này giá trị bao nhiêu? Không phải thợ may, nhưng lại có rất nhiều áo vest. Đó chỉ có thể là nghề MC. Đủ màu sắc, chất liệu, kiểu dáng, áp dụng trong mọi hoàn cảnh. Tủ áo vest của MC có thể khiến bạn bất ngờ đấy. Hãy sắm thêm phụ kiện để mua ít quần áo, nhưng lại phong cách hơn. Đối với MC Nam, các phụ kiện cần thiết gồm cà vạt, nơ, ghim cài áo và măng xếp. Tuy nhiên, cũng cần tiết chế, đừng biến mình thành con công nhé. Với MC, câu nói nhìn mặt mà bắt hình dong chuẩn đến 90% rồi. Vì sự chuyên nghiệp của MC thể hiện một phần qua trang phục. Hơn nữa, những sự kiện lớn đều có yêu cầu nghiêm ngặt về dress code. MC nhớ hỏi kỹ để mua, thuê hoặc là mượn đồ cho phù hợp. Và đừng quên tem tém lại một chút, vì MC ăn mặc lồng lộn hơn chủ tiệc là điều tối kỵ. Trang phục, phụ kiện đắt tiền khi diện vào người chưa chắc đã đẹp. Quan trọng là bạn phải hiểu cơ thể và mix đồ phù hợp. Bạn có tò mò gì về nghề cầm mic? Hãy cùng chia sẻ nhé. Hẹn gặp lại. Tủ đồ MC Nam đi dẫn liệu có khiến bạn phải châm chố? Trang phục của MC là được tài trợ hết. Không hoàn toàn chính xác. Trong tủ đồ của MC Đức Bảo có rất nhiều thứ thú vị. Đầu tiên là sơ mi. Có nhiều loại sơ mi trắng để mặc với vest này. Rồi chúng ta có ở dưới là ngăn để đựng quần, rất là tiện lợi. Bạn treo quần như này, lôi nó ra rất là dễ. Thiên đường vest. Ở trên này là những cái áo blazer có các màu khác nhau, ví dụ như là xanh đỏ tím vàng vân vân. Họa tiết nữa. Ở dưới thì mình xếp ở đây là các cái loại màu gray, ghi có các sắc độ khác nhau. Chúng ta sẽ có ngăn tủ dành cho những bộ dành sân khấu như là hoa hậu, ví dụ như là áo phóng ánh ấy. Rồi những màu rất là nổi bật. Đây là áo dẫn bế mạc SEA Games này. Đấy. Ở dưới này đây là các phụ kiện cà vạt. Bên này cũng lại cà vạt nốt, nhưng mà ai có lòng bạn cũng bảo thêm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ngăn tủ tiếp theo là những bộ vest có màu navy và màu đen. Thế còn cái ngăn này thì sao? Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm của Đức Bảo với chương trình Chúng Tôi Chiến Sĩ, rất nhiều những cái bộ quân phục khác nhau. Các bạn có muốn biết gì về ngôi nhà của Đức Bảo hay là cuộc sống công việc của Đức Bảo? Hãy cùng chia sẻ trên TikTok của MC Đức Bảo nha. Tủ đồ MC Nam đi dẫn liệu có khiến bạn phải châm chố? Trang phục của MC là được tài trợ hết. Không hoàn toàn chính xác. Trong tủ đồ của MC Đức Bảo có rất nhiều thứ thú vị. Đầu tiên là sơ mi. Có nhiều loại sơ mi trắng để mặc với vest này. Rồi chúng ta có ở dưới là ngăn để đựng quần, rất là tiện lợi. Bạn treo quần như này, lôi nó ra rất là dễ. Thiên đường vest. Ở trên này là những cái áo blazer có các màu khác nhau, ví dụ như là xanh đỏ tím vàng vân vân. Chúng ta sẽ có ngăn tủ dành cho những bộ dành những sân khấu như là hoa hậu, ví dụ như là áo phóng ánh ấy. Rồi những màu rất là nổi bật. Đây là áo dẫn bế mạc SEA Games này. Ở dưới này đây là các phụ kiện cà vạt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ngăn tủ tiếp theo là những bộ vest có màu navy. Thế còn cái ngăn này thì sao? Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm của Đức Bảo với chương trình Chúng Tôi Chiến Sĩ, rất nhiều những cái bộ quân phục khác nhau.